là lúc đó là cái ý chí tinh thần của đội, đồng đội, cái sự đoàn kết của cả đội vùng dậy, nó làm cho tụi em mà gặp Thái lúc nào cũng vậy, tụi em lúc nào gặp Thái cũng sung có máu trong người, lúc nào gặp Thái cũng phải thắng nó, phải làm sao cho nó phải khuất phục mình, nên là cái máu nó trong người, gặp Thái là tụi em cả đội ai cũng sung hết, là cái ý chí của là đoàn kết của cả đội rồi theo bọn em đá theo đúng, thực hiện đúng sơ đồ của bác nữa, tụi em nói chung là trong tinh thần lúc đó là em không biết gọi như thế nào, gọi là máu. Đối với bạn em, mỗi bạn đồng viên thì ngày sau ngày hôm đó thì ai cũng muốn cầm huy chương vàng dành tặng cho người thân, nhất là gia đình của mình. Em cũng như người hâm mộ vậy đó. Đó là sự chia sẻ niềm vui đó với người hâm mộ nè. Nhất mà nhất là người nhà của em, gia đình của em thời gian qua là lúc nào cũng ở bên em hết đó, động viên em. Nói chung là em vẫn chơi hết mình, vẫn lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ là SEA Games này em phải đặt mục tiêu là phải vô địch, phải lấy huy chương vàng. Vì tụi em từng động viên với nhau là Thái nó qua đây nó lấy hết giải của tụi em rồi, thì tụi em phải giành lại những thứ mà chuẩn bị nó sắp muốn tranh giành với mình, đó là ngôi vị cao nhất của SEA Games này. Em chỉ có bước tốc độ ngắn thì em rất là nhanh, em không phải là nó là rất là nhanh, nhưng mà sau ra em phản xạ nhanh của em á, bước tốc luôn á thì em nhanh, còn mà so với chạy thì em yếu nhất đội đó, em không bằng mấy chị ngoài kia đâu, mấy bạn ngoài kia khỏe lắm. Với lại là em không phải khoe chứ mà em đá sau lưng em có một hậu vệ cánh của em rất là tốt, khỏe cực. Em đa phần là em còn thiếu sót vì em thiếu cái ưu điểm của em là, khuyết điểm của em là không về thủ, em công em lo, em công không à, em lo đá công nhiều thì em không thủ về thủ nổi, tại thể lực em đâu có đảm bảo được. Nhưng mà sau lưng em có Tươi á, Phạm Thị Tươi của Hà Nam á, số 15 đã khỏe, lót hết cho em. Trong bản thân em cũng vậy, tự tin cho bạn, em tin tưởng bạn nữa, lúc nào cũng thi đấu là tin tưởng đó, thì sau lưng mình có người thủ cho mình tốt, nên là nhiều cái mình lo mình công thôi. Thì đó là cái sự cố gắng của bản thân em nữa. Nói chung là đời là cầu thủ tụi em á, cũng khó khó được lần tham dự một kỳ SEA Games đó. Em thì quá may mắn được tham dự 2 lần. Thiếu may mắn hơn là năm nay em không ghi bàn được. Khắc hơi ghi bàn nhưng mà bàn thắng nó cũng, em cũng rất nhiều cơ hội nhưng mà nó không, mình không biết tận dụng được. Nhưng mà cố gắng qua 2 kỳ SEA Games này em cũng rút ra được nhiều bài học cho em lắm. Còn phải cố gắng hơn nữa. Và SEA Games 31 là ở Việt Nam. Đó là mục tiêu tiếp đến để cho em hướng tới cái SEA Games đó mà ngày đó sẽ tốt hơn. Tốt hơn 2 kỳ SEA Games qua. Bóng đá nữ tụi em bây giờ mới năm nay mới thấy được quan tâm nhiều, với lại được trình trực tiếp được nhiều nên mà mọi người mới biết đấy. Còn mỗi năm tụi em đi về trong im lặng cũng chỉ có gia đình chào đón thôi. Ở xóm em, xóm em thì cũng biết em đá bóng như thế nào, cũng theo dõi em nhiều lắm. Nữ thì lúc nào tụi em cũng phải thua thiệt, nhiều cái còn nhiều cái khó khăn là những ngày tụi em bệnh á, hoặc là trời mưa rồi đó. Nói chung là nó sẽ mệt mỏi hơn nam. Đó là, nhưng mà cái đam mê của mình rồi, với lại là cái nghề mình chọn mà. Ôi em thèm đồ ăn nhà láo lắm rồi, giờ nói tới thèm ăn thì em thèm. Thèm món cá ngừ kho. Rồi. Đó chị ha. Nói chung là chị ha, em nói đồ ăn là tuyệt vời. Tại vì năm nay em toàn ở ngoài miền Bắc, ngoài miền Bắc không có món mà em thích. Không miền Bắc thì lại đi nước ngoài rồi em ăn nhiều món kiểu như là nó cũng không phải món mình thích đó, mình ăn nó cũng ngon, mà nói chung là em đi đâu cũng nhớ thèm cơm ở nhà nấu. Vì nhà em ăn cơm nhiều lắm. Trên đội tuyển thì tụi em ăn cũng nhiều, chắc đậm nhiều hơn, ăn cá hồi ăn nhiều, nhưng mà những cái thứ đó đôi khi nó quá cao sang thì với bọn em bình thường, tại mình được ăn nhiều thì mình thấy nó bình thường. Còn em thèm những món ăn dân dã như quê em vậy đó. Thèm giòn. Món gì? Món giòn nè, món riêu. Nói chung là thèm những món mà chị với mẹ rồi hay làm á. Chị gái em cũng hay, em về em cũng thèm bánh xèo nữa, chị cũng tự làm. Em mà thèm món thịt luộc nè, cuốn bánh tráng với bún. Bún mắm rồi đó, những cái món mà miền Trung mình, mà mấy chị miền Nam ở trong miền Đậu cũng thích cái món đó. Ở đây em đem vô nè, em đem mắm rồi vô trong đó đó. Chị cũng ghiền lắm.
đi đâu thì đi, chứ cũng em chỉ muốn về quê thôi, không muốn đi đâu kiểu như đi mà lâu quá, như năm nay đi nhiều quá em nhớ nhà. Bữa giờ em tranh thủ muốn về lắm nhưng mà không được về vì bận việc công việc trong đó nữa, cũng chưa chốt ngày để về. Thầy cũng tính là cho tụi em là hôm nay về rồi 24, 26 mới tập trung lại là để làm mừng danh của thành phố nó làm cho vận động viên á đi SEA Games, nhưng mà nó chuyển lịch lại rồi thầy lại có thêm trận đá Tứ Hùng Giao Hữu để tụi bay gửi từ thiện đó. Thầy muốn mấy đứa đội tuyển phải có mặt hết thì đó là về phải tranh thủ đi vô, thì em tranh thủ thì cũng bay về rồi em vô. Mỗi lần mà em bước ra sân đấu á, em đều nhìn lên trời vì em nghĩ là ba đang ở trên đó nhìn em thi đấu. Lần nào em cũng cầu nguyện ba cổ vũ cho con, vì ba em cũng đam mê bóng đá mà. Ngày mà ba bệnh thì em cũng về, ba cũng dạng là ba muốn em theo con đường này thật thành công á. Ba muốn em nhìn đá trên đội tuyển, nhưng mà em chưa kịp đá đội tuyển thì ba mất. Thời điểm mà em nói em cũng sẽ hứa em sẽ dành một chút, cố gắng sẽ được một cái vị trí tốt nhất, trụ nhất ở trong đội tuyển quốc gia, con sẽ làm được điều đó. Thì ngày hôm nay thì em nghĩ là qua năm nay là em thấy là em cũng làm được cái điều mà chí nguyện của ba em cũng mong muốn rồi. Cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình khi xưa có phải là động lực để em cố gắng của thầy không? Cũng đúng, vì em muốn thay đổi cuộc sống của gia đình em. Vì gia đình em thì ngày trước cũng khó khăn, có mình mẹ em, ba em thì cũng vất vả lòng thì, nên là em muốn là thay đổi cuộc sống, thay đổi con người, thay đổi hết cái cuộc sống của gia đình em luôn. Em muốn là lấy cái nghề bóng đá của mình đó, nếu mình cố gắng thì mình tin thì mình sẽ nhận lại cái thành quả tốt để mình thay đổi cái cuộc sống trong gia đình mình, phụ giúp gia đình mình, hay là sửa son nhà cửa là cho nó đàng hoàng hơn xíu. Em cũng thích, nếu mà Quảng Ngãi có câu lạc bộ bóng đá thì em sẽ về đây, vì em muốn sống ở Quảng Ngãi. Vì cả tuổi trẻ của em dồn là ở hết trong Sài Gòn rồi, mà trong nó ồn ào lắm. Em này đi nhiều quá, em xa gia đình em không chịu được. Cái đó là cái suy nghĩ của em và cái ước mơ nguyện của em, giống như là bây giờ cố gắng đá kiếm dành dụm tiền, kiếm cái lô đất vào rẻ rẻ như bây giờ. Sau này để dành á, sau này về có thể có khả năng mở được cái tiệm bếp mà em thích nữa thì quá tốt. Chỉ cần cố gắng thôi.